tôi biết được một điều á, cách đây khoảng chừng lâu, từ cái hôm mà đầu tiên á, mà thành phố Hồ Chí Minh mà phải cách ly đấy anh, thì người ta là tôi đã nghe mấy người hỏi là bây giờ mấy người bán vé số rồi tiền đâu họ sống, rồi có cái chuyện gì xảy ra cho họ, mấy người bán hàng rong thì sao họ sống được. Thì mình nghe những người bên này nó họ nói vậy, thì cô nói một điều này, giờ này tôi nói một điều rất là tôi biết điều gì xảy ra cho mấy người đó thì tôi không biết, nhưng mà tôi biết một điều thế này là: một đó là không có ai bị chết vì đói, hai đó là không có ai bị chết vì rét, và ba đó là không có ai bị chết vì bị giết. Đúng rồi, tôi chỉ biết ba điều đó nó sẽ xảy ra thôi, chứ vậy còn là tốt rồi, vậy là tốt rõ ràng, vậy là tốt rồi. Còn chuyện đó rồi thì nó theo tiếp lại anh, thì tôi cũng đã chứng kiến cái cảnh mà tụi nó đi phát cơm cho những cái người giống như vậy, có nghĩa là những người lao động phổ thông mà ở dưới quê lên mà để mà họ làm, ví dụ như là làm thợ hồ, họ làm công nhân, họ làm đại khái đó, thì em biết không, rất là dễ thương. Có nghĩa là bước ở phòng trọ nha, nhưng mà khi kéo cửa lại rồi thì những người đó ta đem cơm hộp, ta tới ta bỏ trước cửa, để ngay trước cửa sắt á, chỉ cần ở trong nhà kéo cửa sắt ra là coi giờ lấy cơm vô ăn thôi, không cần phải đi ra ngoài. Rất là hay. Anh biết được, chúng mình được sống ở hai xã hội, hai cái nền văn hóa khác nhau, rất là khác nhau căn bản. Một cái nền văn hóa Hoa Kỳ là của châu Âu, và một cái nền văn hóa là của Tây phương, và một cái nền văn hóa Việt Nam. Thì ở cái thời điểm này là chúng mình bây giờ mình chỉ nói hai quốc gia thôi, một là Hoa Kỳ, hai là Việt Nam. Thì có con virus nó tấn công như vậy là nó tấn công cùng một lúc và cùng một kiểu, đâu khác gì đâu. Con virus nó không khác gì cả, là từ đầu mùa đến giờ nó tấn công, và đặc biệt là ngay lúc này là cái giai đoạn thứ tư mà con biến thể Delta đó mà nó làm vô đó. Thì bây giờ mình nói chuyện sơ về Việt Nam rồi là anh nói rồi, bây giờ tôi nói chuyện Hoa Kỳ, nơi chúng mình đang ở nè. Cái chuyện gì nó xảy ra ngày hôm nay, ngày hôm qua đó là những cái nhà thương lớn đó, ở cái tiểu bang Arkansas rồi. Là bây giờ nó đầy rồi đó anh. Người ta vô, không phải là Covid, người ta chỉ bị nói chuyện như bắn nhau ngoài đường, phải vô trong đó emergency, là bây giờ không còn chỗ để mà nằm nữa rồi đó. Mà Arkansas bây giờ nó còn đỡ hơn ở đến Louisiana, mà anh thấy là trên truyền thông họ không bao giờ họ nói gì cả. Mình đó, chỉ biết là hôm truyền thông của Mỹ á, họ nói rất là ít anh. Mình có lẽ là tại vì giờ này mình cũng ít coi tin tức rồi, nhưng mà rõ ràng sáng ngày hôm nay trước khi mà mình lên sóng với anh là mình nhìn thấy là mình đọc sơ tin tức đó, tức là tình trạng bây giờ là nó rất là nguy hiểm rồi, chứ không phải không. California của tôi đó bây giờ là bây giờ người ta đang lo sợ là sẽ bị lockdown trở lại nè. California bây giờ nè, mà cái thằng bị lockdown đầu tiên là tôi nghĩ là cái thằng LA đó, chứ không phải không. Chuyện hiện tại của mình bây giờ nè, mà chuyện hiện tại của mình bây giờ như vậy mà đấy, anh vừa nhắc đến cái chuyện mà anh em Việt Nam người Việt của mình ở bên Mỹ này, đặc biệt là Cali, ngồi mà nhìn về Việt Nam mà nói về các bạn rất là hỉ hả. Đúng, tôi rất bực cái gì đó mà cái chuyện này nó xảy ra ở ngay đất của mình, ngay đất Hoa Kỳ, ngay trên phần đất của quý vị ở này, mà quý vị không dám nói một câu nào, mà bây giờ cứ ngồi bên đấy rồi quay về Việt Nam mà ngồi mà hí hả. Tôi chỉ biết dùng cái danh từ hí hả thôi, là nhìn về nói về Việt Nam mà bị cái này bị kia vậy, rất là hí hả. Thì thưa anh, khi mà tôi nghe người ta hí hả như vậy, mấy người Việt kiều ở đây mình hí hả như vậy thì mình cái chuyện này thiệt đó, thì là mình cũng không có lạ gì. Cái chuyện này nó xảy ra đều như vậy bao nhiêu năm nay rồi, từ 40 năm nay rồi chứ không phải không. Nhưng mà có một lần này tôi rất là thích kỳ cục, đó là tại vì hai cái chuyện đó nó cùng xảy ra rất là giống nhau. Con virus nó tấn công Việt Nam bây giờ, ở thành phố Hồ Chí Minh bây giờ, thì nó cũng như là cái con virus nó tấn công nước Mỹ bây giờ vậy thôi, không khác gì đâu. Anh dở hồi sáng nay nó dở các bản đồ cho người ta, dở các bản đồ trên TV ra hoàn toàn là màu đỏ, bị nhiễm hết rồi. Trong một tuần lễ nó tăng lên, cái số người bị nhiễm cũng tăng lên double, tăng lên gấp đôi. Đúng trong rồi, một tuần thôi. Mà đó, ở đây là câu chuyện mà đâu có nói, nó chỉ nghĩa buổi vừa vậy ra mà nói thôi. Kỳ cục thật. Đó, chính vì cái điều đó tụi mình bởi là tụi mình nói không biết, là mình cảm thấy là hình như là cái cũng giống như hôm qua kia tôi cũng lên nói một cái live của thằng Quang Tuyết là cái dân tộc Việt Nam mình nó khác cái dân tộc Mỹ ở cái chỗ là nó có cội nguồn, anh hiểu tôi không? Có cội nguồn là nó có vua hùng vương, nó có đại nó có nguồn cội. Còn dân tộc tính của Mỹ nó không có, là bởi vì nó là một đám người ô hợp các loại thể loại, là thành ra không có cội nguồn. Vì cái chỗ đó ở đất nước Việt Nam mình nó có cái buồn là nó có một cái bần rồi chỗ này, ba bốn miền ba Nam Trung Bắc đều tương trợ lẫn nhau và họ cảm thấy là họ rất là thương yêu đùm bọc. Bởi vì sao? Mình có cái dân tộc tính, anh hiểu tôi nói không? Đó, thằng Mỹ thì không bao giờ có. Thằng Mỹ làm gì có cái chuyện mày ruộng tao có hoa quả tới đây mình thay hoa hàng sớm tao cho mày đâu, biển đi đâu có gì đó, không bao giờ có. Thì thằng Cường là có vui vui thì làm rất đỉnh đấy chứ, còn tao bóc cổ ra em sẽ tôi giải nghĩa như vậy cho nó hiểu. Nhưng mà ở đâu đó những người mà coi như là thuộc diện dạng mình bất cốc, coi như không còn yêu quê hương nữa hoặc là thù hằn vô cớ đó, họ lại lấy cái điều đó ra họ đi họ bóc mẻ và họ chia rẽ, có nghĩa là họ kích động, anh hiểu không? Họ kích động là dùng miền đó, nhưng mà thực chất đó, nó sai hoàn toàn là bởi vì những cái hành động ở trong nước họ làm họ không cần nghe. Nhưng mà người trong nước thì không nói, nhưng mà cái đám mà người nước ngoài này, ví dụ như những người mà chống cộng, những người đấu chống Việt Nam mình thì họ hơi bài xích từ miền Nam miền Bắc là khổ chuyện đó. Tôi rất buồn chưa. Tôi chỉ muốn nói thêm một cái này. Tôi cũng không đòi hỏi, tôi cũng không biết là mình không đòi hỏi là mấy ông phải yêu Việt Nam. Không, nhưng mà mình không có đòi hỏi vậy, mình chỉ muốn mình cũng chẳng muốn nói gì về mấy ông nữa rồi. Mình ở đây lâu quá rồi, mình nghe cái chuyện này nó nhiều, nó đầy lỗ tai mình chẳng muốn nghe, cũng chẳng muốn nói nữa. Tại hôm nay lên đây anh lên nghe anh nói là mình nói thêm một câu hay câu chỉ có tên này nè. Ông ở đâu cũng vậy, nếu mà cái điều á mà ông ông nhìn thấy á, mà ông đã không dám nói ở cái nơi ngay của cái nơi ông ở bây giờ nè, ở đất Cali này cũng cùng một cái chuyện nó xảy ra như vậy mà các ông ấy không dám nói, thì các ông cũng không đừng nên nói gì về cái chuyện Việt Nam xa xôi mà trong khi các ông ở đây. Tại vì cái chuyện ngay trước mắt mình đây này, ngày biết chắc là ông nói không dám nói. Bởi vậy tôi ghét hồi sáng tôi post lên ở trên cái trang của tôi, nó có những hành động là những người mà lính Mỹ đánh đập dân này kia rồi đủ trò trên trời rồi bắn này kia đó để chứng tỏ gì. Tôi ghét tôi làm gì, bởi vì ngay chỗ ngay anh sống, ngay chỗ nơi tôi sống đồ má gặp thằng Quyết Mỹ là sợ bỏ mẹ bỏ cha luôn, đồ má mà lúc nào cũng về Việt Nam cũng nói là ăn nhân quyền. Tôi ghét tôi mới post lên đó đó, nó quýnh chết mẹ luôn chứ ở đâu mà ở ngoài anh ai mày đánh rồi á. Đúng rồi, đủ ở mà la phớt đủ Trung Quốc chết mẹ luôn, đủ má nó quýnh. Bởi vậy đó, mình nhìn nhiều khi là mình cứ nhìn đến những người Việt Nam như vậy mình thích tội nghiệp đấy này. Thế tại vì vậy nè, cái năm 2015 đấy mà khi mà ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 2015 khi mà ông Tổng Bí thư Phú Trọng hôm qua đi ông thăm ông Tổng thống Obama đây, thì khi mà hai người ở trong Tòa Bạch Ốc á, thì ông Nguyễn Phú Trọng ông nói câu này này, ông nói là quá khứ thì không thể thay đổi được nhưng tương lai là trách nhiệm của chúng ta. Đó, thì ông khi mà ông nói như vậy cho ông Obama nghe đó, thì là tôi nghĩ trong đó có những người Việt Nam mình nghe nó thì mình cũng phải hiểu thế này là cái chuyện gì nó của quá khứ rồi đó, thì mình phải để nó như vậy chứ mình không thể nào thay đổi được, tại vì nó xảy ra rồi đó này. Mình đâu sống về quá khứ được thì mấy, nhưng mà đặc biệt là những ông Việt Nam ở đây, những ông Việt kiều ở nơi này họ rất là tội nghiệp cho họ chỗ đó này. Họ bao giờ cũng muốn làm, cũng muốn thay đổi quá khứ. Mà quá khứ thì sao thay đổi được? Thì đó, bao giờ họ cũng muốn thay đổi, bao giờ họ cũng muốn thay đổi quá khứ, và họ rất là vô trách nhiệm với hiện tại và tương lai. Tôi nghe cái lời ông Nguyễn Phú Trọng, ông nói, ông ngồi, ông đứng, ông nói chuyện với ông Obama năm 2015. Tôi nghe câu đó tôi cứ nhớ từ hồi đó đến bây giờ. Rồi tôi nhìn anh em của mình ở ngoài này, bạn bè của anh, bạn bè của tôi, đồng lứa với mình, đồng ngũ với mình, đang xây dựng quá khứ đi ngược lại cái chiều thời gian này, đi ngược lại cái chiều thời gian. Tại vì thế này này anh à, người ta chỉ nói là mình xây dựng tương lai, khi mà mình nói là mình xây dựng cuộc đời của mình là mình xây dựng tương lai. Đây này, cắt lời chút, người ta thường người ta nói câu người ta xây dựng tương lai, Không ai nói là xây dựng quá khứ cả. Không thể nào mà ông xây dựng. Không thể nào mấy ông nội này làm ngựa. Mấy ông nội làm ngựa. Đi ngược lại cái chiều tiến hóa của con người mình. Đi ngược lại cái sự trưởng thành tự nhiên của con người mình. Sự trưởng thành tự nhiên của cơ thể, của da thịt và của đầu óc và của thời gian. Những con người, bạn bè mình, anh em mình đập ruột thịt cho mình đang đi ngược chiều kim đồng hồ, đang đi ngược dòng thời gian. Và tại vì như vậy là họ sống, tôi nhìn họ anh, tôi rất là tội nghiệp chứ có phải không? Họ không có lạc quan được, nói chung là họ không có lạc quan, con người họ không có vui vẻ. Tôi chỉ có phiền một cái điều đó, có cuộc sống của họ thế nào rồi mình không có đụng chạm đến. Tôi chỉ phiền đó là những đứa trẻ con, những đứa con, đứa cháu của mấy ông này. Mấy ông là mấy cái thằng mà mấy cái ông mà ông tự xưng là hậu duệ Việt Nam cả bà, hậu duệ đấy. Con cháu của mấy ông này, bố mẹ ông bà nó đi ngược chiều kim đồng hồ rồi thì nó cũng phải làm cái điều đó. Có những rất nhiều thằng con đứa nó lớn lên thì nó bước ra khỏi cái sự ngờ nghệch đó. Nó bước ra khỏi cái bóng ma của bố mẹ của ông bà nó, nhưng mà lâu lâu rải rác ở đâu đó vẫn còn có những đứa trẻ con đó là hậu duệ. Nó còn rơi đất lại, nó đi theo cái bóng ma của ông bà, chú bác của nó, rồi nó cũng suy nghĩ đến bây giờ anh nhìn thấy nó rõ ràng. Họ đang muốn sửa đổi lại, đang xây dựng lại cái quá khứ, là khi mà họ biến cái quản trị thành cái chiến thắng của họ để họ thờ phượng, họ tôn thờ. Anh thấy đấy là một cái thí dụ rất là điển hình. Nó buồn cười, thế nó buồn cười thôi. Đây nè, tôi nói cho anh nghe, cũng tùy theo gia đình đó là cái hại như là con cái tôi này cũng giống như con cái anh như vậy. Nó đâu có biết gì đâu, nhưng mà họ không bao giờ, tụi nó không bao giờ để đặt tâm vào những cái chuyện mà quá khứ. Nó không bao giờ có những cái, nó bây giờ đi học rồi nó ra làm là này làm kia, làm tiến sĩ hoặc là để đi kiếm tiền thôi. Ngoài ra nó không hề biết vấn đề và nó cũng không để tâm về vấn đề. Nhưng khổ có một số thành phần là mấy ông nó nhồi nhét vào cho đứa trẻ là hậu về Việt Nam và một sự thù hận. Mà thù hận đây là thù hận gì quá khứ, cũng vốn danh nói họ muốn mong mỏi họ sửa đổi lại lịch sử. Họ nó buồn cười như đó đó. Cũng giống như kiểu mà cô Ba kêu tôi nói vậy, má thở rồi, mà hồi xưa cha tao nó ngon, cha tao chơi biết A1 rồi sao nó có hai râu dư, trên nó có bộ đàm rồi ngồi chém chém ba làm gì, thiếu tá tiểu đội trưởng, ô dễ hả, ghê, đồ trốn kể chuyện vui cho anh nghe đó, đồ đã vậy mà đi HO qua Mỹ, không có ăn, không có tiền, không có nhà, không có cửa, đi vào hãng làm, thì nó bắt làm rồi qua cu ly thì vô chờ đầu tiên thì lựa để mà đối với hàng đi làm chùi rác rung đã khái vậy. Má chửi, mà đâu có chửi Mỹ đâu nghe đâu, nó chửi mấy Việt Nam đó. Bà biết tao hồi xưa tao cộng mưa bao nhiêu nói trụ quá. Cái thằng leader nó xuống nó mát cha chứ bộ bay hỏi bây giờ mày có làm hay là không, mày không làm mày đi về đồ quá lấy không thôi cái đồ đi đủ khổ vậy. Họ vẫn mang một cái gì đó, một cái ảo tưởng, một cái gì đó, một quyền lực mà anh nghĩ thôi mà nó chôn vùi vào quá khứ rồi. Tôi tắt tôi kỳ lắm, cái gì nó qua là cho nó qua thôi. Và bởi vì tôi nói cho nghe, mặc dù tôi và anh ngày xưa cũng là ở dưới một cái lá cờ vàng ba trọng, nhưng mà khi nó đã rớt rồi nó không còn gì nữa, tôi coi như không còn một cái gì cả, giống như tệ đắng phạt rụt rong ấy, là bởi vì chúng ta không thể nào sống về quá khứ được. Quá khứ mới nuôi mình, quá khứ mới nuôi đồ, bây giờ tương lai xây dựng mới mua nhà mua cửa mua xe, chứ quá khứ là gì có xó này mà mua, đúng không? Nhưng mà tụi nó là khác, nó nghĩ khác. Bởi vậy đó anh biết, tôi nhìn họ đấy, mỗi lần nó sinh hoạt tôi nhìn thấy tội nghiệp lắm cầm à. Họ làm như lờ mờ, mình cũng tại sao lại có những người họ lại phải sống cách tội nghiệp như vậy. Thì đấy, người ta bảo là mình là xây dựng tương lai, cuộc sống thì mình xây dựng tương lai, mà các bố ở đây chỉ xây dựng quá khứ thôi, tại vì muốn sửa đổi. Tại vì khi mấy ông nghĩ là nếu mà ông xây dựng được quá khứ thì ông sẽ sửa đổi được. Làm gì có chuyện trên trời. Thì bởi vậy này, tại vì xây mình đã xây mà, thì thay vì mình xây cái thế này thì lúc mà mình xây thì bao giờ mình có quyền sửa đổi này chút định. Thì anh nhìn thấy là tất cả những cố gắng của họ từ bao nhiêu năm nay. Đấy, từ ngày anh qua đây anh nhìn thấy cái mấy ông mà mỗi lần gặp nhau thì lại quần tụ lại dưới lá cờ vàng, đó là đấy, là cứ phải xây dựng quá khứ đã, tại vì mình biết chắc chắn là có tính người ta mà, khi bạn xây dựng là cái gì thì bao giờ nó cũng làm theo cái ý của nó. Tại là cái chuyện rõ ràng nhất là cái chuyện quản trị đó. Ông bây giờ ông xây lên, ông ra thờ phượng, ông ra ông đứng chào, đây là chiến thắng của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, của ông bà bố mẹ của tôi. Mình nói hiểu coi cái cười của chiến thắng đâu rồi sao đất nó không giữ được. Cái đâu ngộ ghê vậy, chưa bao giờ mà thấy rồi ông xây dựng bộ tượng đài mà rồi thua. Không hiểu sao, thôi kệ chuyện với ông làm. Đúng rồi, đúng rồi. Mình không nói về những ông là ông những người mà nó đã suy nghĩ vậy, tội nghiệp là mấy đứa trẻ con nó theo cái bóng ma của ông bà bố chú bác ông bà này. Bố mẹ ông bà này. Tội nghiệp mấy đứa trẻ con phía sau ấy. Ở đây nó có những thành phần trẻ khi mà mình được thuộc dạng chứ còn gọi là trẻ trâu đó. Ông già là nó chống tới chết luôn, nó chống tới chết luôn, tụi nó bằng cách nào thế là lên Facebook nó đủ, có cái nhiều thằng nó chửi trời ơi. Tôi nói tổng ông bố nó cũng chửi mà tụi nó tìm đủ mọi cách, nó tìm đủ mọi cái bỏ mình bao nhiêu tuổi bằng cái đủ mà đi khác chơi đi, bởi vì nó không hiểu gì hết mà anh đâu. Để tôi nói nghe là anh diện cái cổ thành Quảng Trị đây, tôi nhìn mấy ông ở trong cái ủy ban xây dựng tượng đài mới là mấy ông cộng cán ở đó, tôi nhìn cái mặt mấy ông tôi biết là chưa có ông nào ra tới ngoài đó. Trời mà tôi đây cái này không phải, tại vì nói đến mấy ông là mình biết là mình phải nói cái chuyện này chứ chẳng phải mình khoe khoang gì. Năm tháng 4 năm 2019 anh, tôi với vợ tôi mướn một cái xe chạy từ Đà Nẵng ra đến Quảng Trị, rồi tôi đi bộ rồi tôi vô tới thành Quảng Trị, tôi vô trong cổng thành cửa thành đó, tôi vô trong tôi chơi Quảng Trị 1 tiếng đồng hồ 2 tiếng đồng hồ, rồi tôi đi bộ nhé. Tôi đi bộ từ cổ thành Quảng Trị, tôi đi bộ ra chợ Quảng Trị, tôi đi dọc theo con đường nó tới gian quốc lộ. Tôi đến đâu rồi tôi ngồi đó, tôi ngồi tôi uống ly nước, tôi hỏi nghe người này nói chuyện, nghe người kia nói chuyện, gặp cái quán nào mở tôi lại ghé đó tôi mua cái này, cái là tôi là nói nghe người ta nói câu chuyện thì thế này này. Đến khi mà xảy ra coi cái gì, coi mấy ông gặp nhau ở cái hôm xây dựng tượng đài Quảng Trị ở Bô Sa, tôi nhìn tôi nhìn mấy cái tướng của mấy ông tôi thấy đâu có ông nào dẫn Quảng Trị đâu mà ngồi cứ nói là như là ông ấy đẻ đó, không phải kinh kê. Đó là câu chuyện cái tâm tình của mình như vậy đây. Thì đúng rồi, thì có anh từ giờ hỏi anh cái này đi chút xíu nữa, nói đi. Anh và tôi đều đi về Việt Nam rồi và đã đi khắp, nói chung là miền Tây thì tôi chưa đi nhưng mà miền Bắc thì tôi đi rồi, có nghĩa là từ đây đi ra mà tôi đi bằng xe lửa, mà tôi đi tất cả mọi nơi, và tôi đi Đắk Lắk, tôi đi Kon Tum, tôi đi ra Bến Cát, rồi tôi đi Hà Nội luôn. Anh có bao giờ anh thấy người ta kỳ thị anh không? Tôi đi tôi đâu có thấy ai kỳ thị gì tôi đâu. Dạ đúng rồi. Có nghĩa là anh đi tới đâu cũng được, người ta không biết mình. Nói chung là nói Việt Nam không biết thì người ta không cần phải biết mình là ai cả, và người ta không bao giờ để ý tới mình là cái gì. Chỉ trừ nữa người mà quen thân tôi trên mạng cái hại, nhưng mà toàn là cựu chiến binh không phải là ghê chứ, cựu chiến binh không phải là ghê mà là cựu chiến binh Bắc Việt, ví dụ như là Long Thủy, là Thế Linh Hoàng, là Thế Quyết á, là kết bạn trên Facebook á thì mến nhau, ai cũng biết rằng tôi là người lính Việt Nam Hòa và họ là người lính bộ đội, nhưng mà tình thương mến thương, không có cái chuyện mà bao giờ để gọi là chia rẽ và mày là chỉ cộng rồi tao là không bây giờ cái tự nó không còn nữa mà. Nhưng mà mấy lúc gần đây á, thì ở những cái diễn đàn mà bậy bạ mấy cái đám bên này thì nó hay xỉa xói về và nó chia rẽ vùng miền đó. Đúng. Chính vì cái đó tôi rất là bực, là bởi vì ngay bây giờ cái danh từ mà của mà Bắc hay là Nam này nó không còn nữa, hiểu không? Nhưng mà nó cố tình nó gào lên, nó muốn nó gào lên để mà nó nói để kích động người dân để mà họ lướt xuống này kia. Nhưng đục ta thì cái loại nãy nó nhắc là 1.000 năm nữa không cũng không làm được gì. Chuyện dịch bệnh anh, tôi nghe cô Cao Hồng Lan cô nói ngày hôm nay xuống cái ca nhiễm xuống 1.000 người là mình rất là mừng. Tức là đấy anh, mình làm cái gì mà mình có tự tay mình làm, mình cố gắng mình làm thì câu chuyện mình kiểm soát nó rất là dễ. Đấy là cái chuyện này mà họ để chẳng hạn đến ngày hôm nay mà họ nó không bắt đầu nó xuống, nó không giảm á, mà nó lại lên phát nữa là thấy kinh của nó, tại vì nó cần một khoảng thời gian rất lâu để nó lên thế này. Rồi nó cũng cần khoảng thời gian để nó đi xuống thế này này. Đấy là nó cần, tại vì khi nó xuống thì nó không xuống hẳn ngày mà nó xuống từ hôm nay nó giảm mấy trăm, ngày mai nó giảm mấy trăm chứ, rồi từ từ rồi nó xuống cái đường thẳng. Thành thử ra ngày ở đâu đó trên cái mạng của tôi mình, trên cái trang của tôi hay là trên giao lưu với anh em mà tôi có nói là hôm qua hôm kia gì đó là nó là đỉnh anh. Thì có gì Mình nhắc sơ lại cái văn hóa mà của cái người Việt Nam mình, đồng bào giặc nó vào thành phố Hồ Chí Minh, giặc bây giờ nó nổi lên, mình kêu là chống dịch như chống giặc mà. Bây giờ dịch nó tràn về thành phố Hồ Chí Minh, giặc nó vào thành phố Hồ Chí Minh, giặc nó vào thành phố Hồ Chí Minh thì cái lòng dạ của người Việt Nam mình ở Bắc Giang cũng thấy như vậy, ở Thái Bình họ cũng thấy như vậy, ở Nghệ An, ở Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh họ cũng nghĩ như vậy, là giặc đến thành phố Hồ Chí Minh thì cũng như giặc đã đến những cái nơi họ ở. Tại vì thành thử ra mấy cỗ đoàn xe lũ lượt họ chi viện người, đúng chi viện đấy. Đầu tiên là Hải Dương, chi viện 300 bác sĩ và điều dưỡng viên vô chi viện người, rồi sau đó là tỉnh nào họ cũng gửi người vào. Anh ở đây anh có thấy cái chuyện đó không? Không bao giờ người ta nói, không bao giờ anh nhìn thấy, và cũng chẳng ai nói cả. Họ cần cái gì thì họ kêu stress, ở city họ kêu stress, còn không stress mà họ lo không nổi thì họ kêu federal vào, chứ không có cái kiểu là thành phố này nói chuyện với thành phố kia rồi gửi qua gửi lại. Đặc biệt không có cái chuyện đó, họ đi cái đường dọc thế này chứ họ không có cái đường ngang này. Mà bởi vì tôi nói là cái tình tự mà cái tình dân tộc họ không có, bởi họ không có cội nguồn, họ không giúp đỡ nhau được. Đây là một tôi ví von ha. Bây giờ anh ở gần nhà 2-3 nhà thằng Mỹ trong sớm anh đi, anh mà có đói chết mẹ trong đó nó cũng cho anh chết luôn cho ở rồi bánh vô. Còn anh mà lạng quạng là không, anh mà lạng quạng qua nhà nó bán cái mẹ đúng không?